cuối tuần qua, mạng buôn bán hội diệt xôn xao trước đoạn clip đánh dấu màn tấn công ghen của một người thiếu phụ. Theo đó, sự việc xảy ra trên đường Hàng Thuyên, phường Nam Bình, Ninh Bình, vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Theo những gì được đánh dấu trong đoạn clip, người thê thiếp người mặc áo chống nắng đã tới tận nhà Tiểu Tam và bắt gặp cô này đang ở cùng chồng của mình. Người thê thiếp đã không giữ nổi bình tĩnh, xả thân dằn mặt cô bồ nhí, thế nhưng chị lại là người bị yêu quý nhiều nhất. Cô bồ nhí kia liên tiếp chửi bới, hung ác ngăn đặt đổ xe thậm chí là tấn công người thê thiếp. Người thê thiếp vừa ôm đầu chảy máu vừa cầu cứu giúp mọi người bao quanh, các chị ơi cứu giúp em, các chị ơi cứu giúp em. Thái độ của người chồng là điều khiến dân mạng bức xúc nhất, anh ta ngồi im trên xe chứng kiến sự việc xảy ra trước mắt mà không có bất cứ động thái can ngăn nào. Thấy vậy, nhiều người dân bao quanh đã chạy tới can ngăn hành động của cô bố nhí kia và giải nguy giúp người thiếu phụ tội nghiệp. Chị này sau đó còn không xong gào thét đầy chua xót, chồng ơi là chồng ơi. Tới cuối, người chồng đã cùng Tiểu Tam phóng xe đi mất bỏ mặt người thê thiếp đang chảy máu, đau xót không xong gào thét giữa đường. Thấy thê thiếp bị Tiểu Tam tấn công, chồng ngồi im trên xe không can ngăn. Theo thông tin ban đầu, người thê thiếp trong clip là một giáo viên cấp 2 có tên là Nguyễn, còn chồng làm nghề tấn công đàn trong đám cưới có tên là Tờ. Vụ xô xát xảy ra vào ngày 12 tháng 10 vừa qua đã khiến người thê thiếp bị rách rưới đầu và khóa mắt, hiện đang được để mắt trong viện. Chia sẻ trên báo Đất Việt, chị M, một người quen của hai chồng trong câu chuyện chia sẻ, ngày hôm đó, chị Nguyễn nghe tin chồng mình lăng nhăng với cô gái tên Nguyễn nên đến tận nhà cô gái đó để tìm. Tới nơi thì thấy chồng đang ở đấy. Vậy là hai người xảy ra cãi vã ngay trong nhà. Đến khi ra ngoài đường thì mọi chuyện xảy ra như trong đoạn clip. Bản thân tôi khi nghe tin cũng đã gọi điện cho anh Tờ. Trách rưới mất, hỏi rõ nguyên nhân tại sao không cứu giúp thê thiếp. Thì anh Tờ, giảng nghĩa là có can ngăn lúc ở trong nhà rồi. Còn lúc ở ngoài vì sao không can thì anh ấy không giảng nghĩa được. Đến lúc này cô tình nhân tên Nguyễn dẫn lên mạng chửi đổng. Từ trước đến nay anh Tờ cũng không có điều tiếng lăng nhăng nên khi sự việc xảy ra, mọi người khá bất ngờ.